Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách làm ảnh thẻ 4x6 trên điện thoại để lưu hộ chiếu online. Và mình đã chia sẻ các bạn cách làm ảnh thẻ 3x4, 4x6 bằng điện thoại rồi. Và các bạn sẽ đổi kênh để xem vật dụng. Còn để làm theo cách này thì mình làm như sau. Còn một ảnh nè. Ví dụ bây giờ mình sẽ lấy ảnh thẻ này chỉnh sửa để lưu hộ chiếu online. Vì trong hộ chiếu online ảnh thẻ phải nền màu trắng mới hợp lệ. Bức ảnh là nền màu xanh, bây giờ mình sẽ xóa phông nền màu xanh ra đi để thay vào đó là phông nền màu trắng. Thì mình làm như sau. Mình sẽ vào Digital Safari nè. Tiếp theo mình sẽ gõ cái từ khóa này. Viết trở lại .com như thế này. Bấm chọn. Và đây là dòng chính của trong web này. Tiếp theo mình sẽ kéo xuống và chọn đến mục Open AI Photo Editor nè. Bấm chọn. Tiếp tục mình sẽ chọn đến mục tải ảnh lên nè. Chọn thư viện nè. Chọn bức ảnh mình muốn chỉnh sửa nè, là bức ảnh này. Bấm xong. Tiếp theo truyền thanh công cụ nè, kéo qua nè. Chọn đến công cụ là AI Tool nè. Tiếp tục mình sẽ kéo xuống. Chọn đến mục Remove Background nè. Xóa phông nền. Tiếp tục chọn Remove Background nè. Như vậy là bức ảnh này đã được xóa phông nền màu xanh. Tiếp theo ở tính năng là lắp bên ngoài này. Các bạn bấm đặt này, tính năng này để tạo viền. Các bạn chọn màu trắng nè. Chọn màu trắng như thế này. Kích thước thì các bạn chọn 100. Như vậy là bức ảnh của mình đã được từ viền trắng như thế này. Nhưng trong nền trắng này vẫn còn những hình caro màu đen và xóm như thế này. Tiếp theo trên thanh công cụ nè, mình kéo qua nè. Chọn đến mục đơn vẽ nè. Tiếp tục mình sẽ chọn đến biểu tượng hũ mực nè. Kéo xuống. Cũng chọn màu trắng nè. Và bây giờ các bạn tích chọn vào những hình caro đen và xám như thế này để thay đổi nền trắng cho bức ảnh của mình. Và các bạn để ý trên bức ảnh của mình vẫn còn những cái viền màu đen như thế này nè. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào biểu tượng bút lông nè. Cũng chọn màu trắng như thế này. Các bạn tự chọn kích thước đồ mềm nè, các bạn chỉnh về 0%, sau đó xóa những cái viền đen này đi. Như vậy là bức ảnh của mình đã được xóa sạch những cái viền đen. Bức ảnh của mình đã được thay phông nền màu trắng như thế này. Như vậy là được. Tiếp theo để lưu bức ảnh này về máy, các bạn bấm vào chữ lưu nè. Tiếp theo các bạn chọn định dạng là JPG như thế này. Chất lượng các bạn chọn 100%. Sau đó bấm lưu. Bấm tải về. Như vậy là xong. Vào một ảnh nè. Đây là bức ảnh của mình vừa lưu về. Tiếp theo để các bức ảnh này đúng tỷ lệ 4:6 thì mình làm như sau. Chọn vào mục sửa nè. Tiếp tục chọn vào biểu tượng cắt nè, cắt ảnh đó. Tiếp theo mình sẽ chọn vào biểu tượng tỷ lệ khung hình nè. Tiếp tục mình sẽ kéo qua. Mình sẽ chọn tỷ lệ là 23 nè. Đây là đúng tỷ lệ 4:6. Vì tỷ lệ 2:3 là chuẩn của tỷ lệ 4:6. Tiếp theo các bạn căn chỉnh các bức ảnh của mình sao cho hai đôi mắt nè, nó trùng với hai điểm yêu nhau của đường sập ngang, sập chạp ở ô thứ nhất như thế này. Các bạn căn chỉnh đuôi của hai con mắt nè, trùng với hai điểm yêu nhau của đường sập chạp, sập ngang ở ô thứ nhất như thế này là chuẩn.
Như vậy là xong. Bấm xong. Và các bạn có thể là sử dụng bức ảnh này để làm hộ chiếu online của mình, rất là chuẩn. Và một số lưu ý khi chụp ảnh thẻ 4x6 để làm hộ chiếu online. Lưu ý thứ nhất là các bạn không nên mặc áo nhiều màu sắc. Các bạn nên mặc áo đơn sắc, lịch sự là được. Thứ hai là ảnh chụp phải lộ rõ tay như thế này. Nếu là con gái thì các bạn nên buộc tóc lên để lộ rõ tay ra. Nếu ảnh không lộ rõ hai tay sẽ không hợp lệ. Lưu ý thứ ba là khi chụp ảnh các bạn không cười. Các bạn làm sao mặt của mình tươi tắn là được. Lưu ý thứ tư là không đeo mắt kính. Lưu ý thứ năm là không nên mặc áo màu trắng. Vì nền ảnh thẻ màu trắng cộng với áo trắng là khi chỉnh sửa nó sẽ bị lỗi. Khi up lên lồng và sao nó sẽ báo không hợp lệ. Và lưu ý thứ sáu là các bạn không nên là dùng app để chỉnh sửa bức ảnh của mình quá nhiều, làm cho bức ảnh của mình nó không giống với người thật. Vì khi up lên hệ thống nó vào web nó sẽ báo là ảnh không hợp lệ. Cách làm ảnh thẻ 4x6 trên điện thoại để làm hộ chiếu online như thế này rất đơn giản, các bạn có thể áp dụng. Video của mình đến đây kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.